150 thiện nguyện viên. Nãy giờ xếp ghế, xếp viết đồ này kia, hướng dẫn người ta qua đường đồ này kia đó. Dạ. Là đơn vị này 50 người. Và đơn vị thì toàn là lính già không, nghèo. Và sẽ tặng cho 300 đồng để mà cứu trợ cái đồng bào ở bên Nhật Bản. Dạ. Và đồng thời 3.000 chai nước lọc để cho đồng bào uống để mà xem hát. Ủa sao nghe nó 3.000 chai nước lọc mà là của Lee Sandwich? Không, cái này của đơn vị của tôi. Đơn vị thiện nguyện. Đây có báo chí đã. Thảo thì không liên quan gì ban tổ chức. Rồi. Thảo thì giống như chạy lòng vòng chơi cho nó vui thôi, đi phá mà. Không mà đồng bào mà ai thấy khát nước mà chưa có kịp đem vô thì cứ Việt Nam mấy cái xe VIP này. Được. Lấy uống. Được, cứ ra thẳng đây, hay lắm. Khoan nghe. Bây giờ ai là người bên Việt Nam mình là ai? Tôi Tư lệnh Phó Trung tướng Diêm Minh Nguyễn. Còn cái người mà điều hành hôm nay, chỉ huy hôm nay là Đại tá Bùi Đoàn. Dạ. Tư lệnh Lữ đoàn Tổng hành dinh. Chỉ huy hôm nay. Dạ. Đại tá Bùi Đoàn. Dạ. Tư lệnh Lữ đoàn Tổng hành dinh. Còn cũng Bùi Đoàn. Dạ. Cũng phối hợp với 3-4 lữ đoàn ở các nơi về dự. Nghe dữ quá, lữ đoàn bao nhiêu? Không. Mỗi một ấy cử đại diện cho đủ 50 người thiện nguyện thôi, mình 50 người thiện nguyện. Rồi được. Rồi xin cảm ơn. Dạ. Anh Việt Thảo ơi. Thế vậy này nè, thứ nhất á, Việt Thảo không phải trong ban tổ chức. Cho nên Việt Thảo không có quyền làm không chuyện đó. Nhưng tôi làm ai cản tôi được. Chúc mừng. Thảo không có hứa gì hết, Việt Thảo không phải trong ban tổ chức. Nhưng mà tôi thích làm ngang ai làm gì tôi. Xin chào MC Việt Thảo, xin anh cho biết hôm nay anh giữ vai trò gì trong cái đại nhạc hội này ạ? Dạ Việt Thảo không có giữ vai trò gì hết, thấy người ta làm vui quá chạy lại chơi thôi. Chứ không, chắc là phải có làm MC như thế nào chứ hả? Không có làm gì hết. Ban tổ chức có người, MC có người, mình không có biết làm gì đâu, chỉ đi vòng vòng thấy người ta đứng vui quá lại hỏi thăm thôi. Dạ. Những ai đây không? Bố của David đây. Ô dạ nhớ rồi. Dạ dạ dạ. MC dạ. 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 Sáng nay anh Việt Thảo cho biết một số cái những cái sinh hoạt tới của anh trong thời gian tới liên quan tới văn nghệ ạ. Thực ra thì nó là mỗi tuần, nó là hàng tuần. Bây giờ thì nó có nhiều liên quan tới Phật Ngọc cũng có, chùa cũng, nhà thờ cũng có. Nói chung thì văn nghệ vẫn tiến triển đều, không có gì trở ngại. Có một điều là những cái sinh hoạt của cộng đồng lúc này nó xảy ra nhiều do thiên tai, do biến cố khắp nơi. Thực sự mà nói hồi nãy nó chơi vui chứ ngày hôm nay trong tinh thần giống như những anh em khác thôi. Tại sao Việt Thảo này, Việt Thảo đến đây cũng chẳng có làm gì, là tại vì mọi người đều làm cả, cho nên mình cũng giống như mọi người thôi. Không có ai chức vụ cao mà cũng không ai có chức vụ thấp, làm được cái gì cứ lăn xả vô làm. Thật sự mà nói khi đến đây rồi, mặc dầu được phân công rõ ràng lắm, nhưng mà khi đến nơi không cần đợi người ta kêu, mình phải tự chạy đi tìm công việc làm. Chẳng hạn tôi thấy có những anh em trong quân đội đang đứng ở đây, tôi không biết đang làm việc, tôi xuống hỏi thăm thì mới biết những anh em ở trong quân đội là những cựu chiến binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là những người ngày hôm nay hùng nhau lại đi kiếm 3.000 chai nước cho đồng bào giải khát, hay là hùng tiền nhau lại để cho 300 đô. Đó là cái nghĩa cử mà tôi nghĩ rằng không ai kêu các anh tự làm lấy thôi. Cái điều đó là điều hay. Hiện nay MC Việt Thảo vẫn còn cộng tác với lại trung tâm Vân Sơn phải không ạ? Vẫn còn cộng tác trung tâm Vân Sơn, mà bất cứ trung tâm nào cũng cộng tác cả, không vấn đề. Những cái dự án sắp tới của anh với trung tâm Vân Sơn như thế nào ạ? Sau bữa nay, ngày mai Việt Thảo sẽ lên đường bay qua Philadelphia, ngày mốt trở về. Nói chung là còn nhiều cái để chuẩn bị, và đặc biệt là tới cuối tuần sẽ bay thẳng qua bên Czech Republic, tức là Cộng hòa Séc, tại thủ đô Praha để thực hiện chương trình Vân Sơn DVD 46 với chủ đề giữ trọn tình quê. Lần này nguyên trung tâm Vân Sơn kéo qua Âu Châu, tại vì từ trước tới giờ đồng bào Âu Châu rất thích, rất muốn, phải nói dùng cái chữ thèm khác, để được xem trực tiếp những cái cuộc tu hình của các trung tâm như là Asia, Thúy Nga hay là Vân Sơn, nhưng mà chưa có ai qua đó. Cho nên này trung tâm Vân Sơn không ngại tốn kém đã qua thẳng qua đó để thực hiện. Một cái vé máy bay Việt Thảo đi kỳ này đã gần 3.000 đô la. Và hơn 80 từ diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ, múa, tới lại kỹ thuật. Tiền vé máy bay là hơn 120.000. Trở lại cái vấn đề cứu trợ đó, kỳ này là một cứu trợ cho những nạn nhân của động đất ở Nhật Bản. Những cái vấn đề cứu trợ cho những cái thiên tai ở Việt Nam xảy ra khá thường xuyên, thì MC Việt Thảo nghĩ thế nào? Tất cả thiên tai là thiên tai. Thiên tai không phân biệt dân tộc, không phân biệt màu da hay là tôn giáo. Thiên tai xảy ra cho bất cứ nước nào cũng vậy. Khi mà thiên tai xảy ra cho đất nước Việt Nam, cho người Việt Nam, thì dân tộc Nhật cũng như các dân tộc trên thế giới cũng đã đóng góp và giúp đỡ rất nhiều. Ngay cả trong lúc không thiên tai, người ta cũng đã giúp mặt.
ngay cả Katrina cũng vậy. Ai nói nước Mỹ giàu, khi thiên tai rồi những dân tộc khác người ta cũng đóng góp giúp cho. Thì ngày hôm nay tôi không cần biết dân tộc Nhật giàu hay nghèo hay là họ như thế nào, chỉ biết rằng là con người khi gặp thiên tai mình có trách nhiệm cho bộ phận phải giúp đỡ cho người ta cũng như người ta đã giúp đỡ cho mình. Dù sao trong cộng đồng cũng vẫn còn một số cái dư luận là khi mỗi lần mà có những cái thiên tai bên Việt Nam, có những cái tổ chức cứu trợ thì vẫn có những dư luận là nói rằng là bên đó là cộng sản để cho họ lo chứ không mình phải lo như vậy. Thì Việt Thảo nghĩ gì về những cái cách suy nghĩ như vậy ạ? Mỗi người có quyền tự do suy nghĩ của mình, mỗi người đều có quyền tự do sống ở Mỹ hay ở bất cứ nơi nào, mình có cái tự do mình mới là con người được. Cho nên cũng đừng bắt người ta phải suy nghĩ và hành động theo ý của mình. Việt Thảo nói gì nói ít hiểu nhiều. Xin cảm ơn MC Việt Thảo. Dạ, cảm ơn anh. Dạ.